cho đứng lên đấy mà đỡ đúng không? Em đi ngủ, hai đi tắm đi ngủ, em đi vi. Bé này mình lớn rồi. Ngậm miệng lại con, ngủ ngậm miệng lại. Dậy chưa? Dậy chưa? Chàng thôi đừng quay em anh. Út muốn nhìn mặt em mà nó không quay. Chị hai cực quá đi. Các hai bố con kìa, quay con bé nè. Bỏ bé vô. Bỏ bé vô đây nè. Ê, đó không sao đâu, không sao đâu. Ê, bỏ qua đó đi, em chúc ôm chút đi. Mẹ, mẹ. Mẹ, con đang ngủ nè. À, ngồi với lớn nè. Ngủ hả miệng nè, ngủ thấy không? Sáng lên chút, anh sáng lại con mặt nó rõ hơn chút. Đó, beo là đó. Thế ừ, hết uổng hết sớm rồi. Ừ. Chừng cái dây nghe thôi, đem cầm cho. Tự nhiên đi lấy mấy cái nó chơi chứ rồi. Quá uổng sợ nó biết. Con hậu quá nó kêu quay. Tại em lấy cái mền rồi em che rồi. Nó cầm rồi. Đâu nó biết nó mới gọi qua. Lấy cái mền. Tới ngày con bé con. Con hai cái. Con hai cái. Con hai cái. Rồi lại má rồi. Nó quay phim. Ừ, má quay phim rồi. Em má kìa. Má quay phim vậy. Chị hai nước kìa. Ai đó? Ai đó? Nè có baby nữa nè, có bé nè. Đó baby bồng em đi. Đi bồng em đi. Em bồng luôn đi. Giỏi quá. Mày bắt được chứ. Quay sát mặt lên chú anh. Chút xích lại chút, coi chừng đứt cái dây nghe. Dạ, xích lại cho anh. À, công tình á. Đó, vậy Út thấy không? Vậy Út với cậu ba thấy không? Nói đi, nói gì nói. Thấy bèo làng không? Bữa nay Bella vừa chọn tháng á. Nãy giờ thức mà bây giờ mệt rồi. Không ngon ngủ rồi. Bố của Bella bồng á. Ngủ quá rồi. Ngủ quá rồi, con ngủ quá rồi, con chịu hết nổi rồi. Quay tích thôi rồi, con ngủ quá tải nè. Thì đó mới được 2 phút à, từ phút mấy phút nữa đi. Thương quá nè. Thương quá nè. Ừ. Nó này chút quay nhìn nó cười. Đâu rồi như thế này. Con mong muốn để em rửa mấy cái mai cũng được. Mấy cái FD rửa. Ừ. Chào con. À, à, coi nè, coi dì Loan coi. Nhậm miệng lại đi con. Cái máy này bị vai rợt rồi, bữa nào để cái công cát về. Ủa tấm hình này của ai chứ? Mấy cái hình bữa em thử á, áo em mượn á. Em mặc á nha. Bữa đám cưới. Quay bao là đây anh ơi. Nè cho con bộ cái này nè. Bộ cái gối nè. Làm cái cốt con coi luôn nha. Ờ đúng rồi, cái gối này đẹp nè. Sao tự nhiên không để cái gối này mà. Rồi. Con mày đi nhiều. Mọi
Rồi đó, ăn nữa không? Nè, thôi, chiều đây này. Đó, cho chú Bình ghé tí. Đấy, chú Bình tội nghiệp nãy giờ không có được. Quá nhanh, nở giữa vườn tranh. Thầy U Minh với chúng mình chân quê.